Vâng, cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã tỏ hiện ra cho cả thế giới, cho những ai ước ao được tìm kiếm Ngài để được sự bình an. Và những phép lạ vĩ đại đã bắt đầu tỏ hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày 15 tây tháng 11 năm 2011. Và Thánh Gióng đã liên lỉ trình bày trên YouTube và Internet. Và hiện tại bây giờ thì có rất nhiều người biết, và cũng như đại đa số những leader trên thế giới đã và đang biết, và họ đang rất là luống cuống đối với những phép lạ vô cùng vĩ đại và quan trọng này. Và đương nhiên trong tương lai họ sẽ đối đầu và họ sẽ vâng lời đối với sự mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Vì nếu kẻ nào từ chối và khinh thường những phép lạ này thì những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm và sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt linh hồn của họ sau khi họ chết. Vô cùng khủng khiếp. Và kính thưa đồng bào thân mến, đó là chuyện chung cho cả thế giới. Còn chuyện riêng về dân tộc Việt chúng ta, và cũng như chuyện riêng về mỗi cá nhân con người của mỗi chúng ta, những ai thờ ơ cũng như khinh thường những phép lạ vĩ đại của Cha Trời ban cho kỳ này mà Thánh Gióng đã trình bày trên 3 năm nay, thì đương nhiên những kẻ khinh thường đó, khinh thường sự mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì những cái đó, những cá nhân đó chắc chắn cũng sẽ bị cùng một số phận với những kẻ leader đã và đang khinh thường, cũng như sẽ những cái đó sẽ bị thiêu đốt và sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan nhiều ngàn năm vô cùng khủng khiếp trong những ngày tháng năm sắp tới. Kính thưa đồng bào thân mến, nói riêng về dân tộc Việt chúng ta thì chúng ta thấy tại sao những giống dân khác khi họ cầu nguyện thời mà kiếp này họ đã không được ông bà tổ tiên của họ hiện ra để an ủi cũng như hướng dẫn và nhắc nhở họ, ngõ hầu họ được cứu rỗi một cách chắc chắn. Kính thưa đồng bào, sự việc này làm cho chúng ta đặt một câu hỏi khiêm nhượng và nhẹ nhàng và rất là đầy ý nghĩa. Câu hỏi đó là có phải chăng vì ông bà tổ tiên chúng ta đã và đang quá thương con cháu của mình, đến nỗi ông bà tổ tiên chúng ta khẩn cầu liên lỉ và cũng như làm việc cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để mà ông bà tổ tiên chúng ta có dịp được van xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra với dốc phán ông rồng bà phụng như thế này để mà hướng dẫn con cháu của ông bà, ngõ hầu con cháu của ông bà được cứu rỗi vào thời mạt kiếp này, bởi vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Vâng, chúng ta hãy cảm ơn Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mọi nơi mỗi lúc vì đã thương xót chúng ta, và đương nhiên chúng ta hãy cảm ơn ông bà tổ tiên chúng ta đã quá thương xót chúng ta và đã van xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã nhận lời ông bà tổ tiên chúng ta
cùng tất cả những anh hùng, anh linh, chiến sĩ đã hy sinh, cũng như tất cả những đồng bào đã hy sinh cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Và kính thưa đồng bào thân mến, vì thế, nhờ thế mà chúng ta, những người còn đang sống nhăn răng đây, đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mời gọi và cho chúng ta biết trước về những phép lạ vĩ đại hiện ra cảnh báo nhân loại, và cho chúng ta biết trước và mời gọi chúng ta trước để chúng ta có dịp dự vào việc làm cứu nguyên nhân loại. Đây là một việc làm vô cùng vĩ đại, và chúng ta vô cùng may mắn bởi vì dân tộc chúng ta đã được mời gọi trước. Kính thưa đồng bào thân mến, thế thì tại sao chúng ta vẫn tiếp tục khinh thường và thờ ơ đối với những sự việc vĩ đại và vô cùng tràn đầy ý nghĩa này mà nhân loại không thể nào có mà ban cho chúng ta, ngoại trừ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mới có những công việc làm vĩ đại này mà ban cho chúng ta, cho mỗi chúng ta? Và đương nhiên đồng bào để ý phía bên đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra. Đồng bào thấy rất rõ ở đây, không thể nào chối cãi được. Mà đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh để cho chúng ta được sống. Đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ từ những cuộc chiến, từ đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến và chiến tranh ở tại đất nước chúng ta, chiến tranh Việt Nam, đã hiện ra để phù trợ chúng ta làm việc cứu nguyên dân Việt và nước Việt chúng ta, đồng thời làm việc cứu nguyên nhân loại. Đồng bào thấy đây là hình ảnh của những anh hùng chiến sĩ và những chiếc nón, nhiều loại nón khác nhau. Đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra. Thế thì chúng ta đã làm gì để mà cảm tạ những linh hồn chiến sĩ vĩ đại này? Kính thưa đồng bào thân mến, những người miền Nam Việt Nam, chúng ta đã làm gì để cảm tạ những anh hùng chiến sĩ này đã hy sinh cho chúng ta được sống? Và những người ở miền Bắc, chế độ cộng sản có hỗn danh là xã hội chủ nghĩa cộng sản, các người đã làm gì để đền đáp công ơn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho quý vị được sống? Những anh hùng chiến sĩ này, họ không có chọn lựa, họ đã bị các người gạt gẫm và bắt đưa vào miền Nam để giết chóc người miền Nam ruột thịt của chúng ta. Tuy nhiên, họ vẫn là anh hùng khi mà họ đã chết, bởi vì họ không có chọn lựa và bởi vì họ đã bị lường gạt. Đó là cái bài học đích đáng cho những người còn đang sống nhăn răng, nhất là cho những người miền Bắc và đã gắn cho mình hỗn danh là những người cộng sản. Còn ở miền Nam Việt Nam, những anh hùng chiến sĩ ra trận hy sinh bởi vì họ cũng chẳng có chọn lựa, dẫu rằng có những lúc leader, nhà lãnh đạo của họ, những kẻ chỉ huy của họ không ít có một số hèn nhát, tham nhũng và u mê. Thế nhưng những chiến sĩ người miền Nam, họ đã làm bổn phận của họ một cách anh hùng, bởi vì họ không có được chọn lựa. Thứ nhất, thứ nhì là họ phải bảo vệ sự tự do, công bình, bác ái. Thật sự là như thế. Nói cho cùng, tất cả những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường trong những trận mạc, họ đều là những anh hùng